Lưu Diệc Phi lộ nhan sắc mình hạc sương mai tại sự kiện. Lưu Diệc Phi xuất hiện tại sự kiện của một hãng mỹ phẩm với nhan sắc thần tiên tỷ tỷ sau thời gian bị chê cặp đôi. Theo Sina đưa tin, ngày 7 tháng 3 vừa qua, thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm do cô làm đại diện hình ảnh. Người đẹp lựa chọn chiếc váy dài màu tím nhạt, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh mảnh mai quyến rũ và vòng một lấp ló. Lưu Diệc Phi khiến người đối diện không thể rời mắt vì làn da trắng mịn, thân thái sang trọng cuốn hút, vóc dáng mình hạc sương mai chứng tỏ cân nặng của thần tiên tỷ tỷ cũng giảm đáng kể. Đầu năm 2020, Lưu Diệc Phi từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi lộ hình ảnh thật ngoài đời. Người đẹp bị chê tăng cân mất kiểm soát khi xuất hiện với gương mặt chảy xệ, có nọng cằm, bắp tay to, vòng hai ngân mỡ. Không ít người châm biếm nói thần tiên tỷ tỷ bị phù chân, mặt sưng, cằm đôi. Trước mọi lời chê bai, đàm tiếu của dư luận, Lưu Diệc Phi luôn im lặng, thậm chí không cập nhật trạng thái lên Weibo cá nhân. Vì vậy, sự xuất hiện lần này của tiểu long nữ khiến không ít người phải tròn mắt kinh ngạc. Tuy nhiên, ở những bức ảnh khác do người qua đường chụp, nhan sắc của Lưu Diệc Phi lộ nhiều điểm kém hoàn mỹ. Theo đó, thần tiên tỷ tỷ bị nhận xét là gầy trơ xương, mỏng như một tờ giấy do giảm cân quá đà, khác xa những bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Trong khoảnh khắc chụp hình giao lưu cùng fan, người đẹp luôn tỏ ra rất thân thiện, gần gũi, luôn tươi cười và thoải mái để người hâm mộ bá vai, khoác tay. Những tấm hình này được cộng đồng mạng lan truyền chóng mặt, mặc dù nhận về không ít lời bình phẩm về vóc dáng quá gầy gò của thần tiên tỷ tỷ, nhưng đa số đều khen ngợi tính cách nhiệt tình, hòa đồng của Lưu Diệc Phi. Trước đó, ảo thuật gia nổi tiếng Frank K. Forty đã đăng tải hình ảnh chụp bên cạnh dàn diễn viên cùng đạo diễn của Mulan, trong đó có Lưu Diệc Phi. Được biết đây là hình ảnh được ghi lại vào tháng 3 năm nay, nằm trong quãng thời gian quảng bá của tác phẩm này. Là một mỹ nhân nổi tiếng của Simit, lâu nay vẫn luôn được ca tụng với danh hiệu thần tiên tỷ tỷ. Nhưng lạ thay, Lưu Diệc Phi trong những tấm ảnh này lại gây thất vọng về diện mạo. Không biết đã dùng kiểu make up gì mà gương mặt của thần tiên tỷ tỷ lại bị xỉn màu, đôi môi kém tươi tắn. Hơn nữa, Lưu Diệc Phi còn có vẻ tăng cân khá nhiều, khiến mọi đường nét trên khuôn mặt của cô trở nên nhạt nhòa, kém thu hút hơn thường thấy. Bức ảnh này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, được biết đến là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của Cbiz. Thế nhưng lần xuất hiện kém sắc này của Lưu Diệc Phi tại sự kiện quốc tế đã khiến dân mạng chung vô cùng hụt hẫng. Nhiều người cho rằng nhan sắc lẫn khí chất của Lưu Diệc Phi bỗng dưng bốc hơi đi mất khi tăng cân như thế này. Dù có nhiều người chê bai, nhưng fan lại cho rằng kiểu make up ngày hôm đó chính là thứ dìm nhan sắc của Lưu Diệc Phi đáng kể. Họ cũng phải công nhận rằng việc tăng cân đã khiến cô trở nên kém sắc. Chứ một khi giữ được vóc dáng thon thả thì Lưu Diệc Phi cũng sẽ lấy lại phong độ nhan sắc vốn có. Cuối cùng, bộ ảnh này của Lưu Diệc Phi đã khiến nhiều người thất vọng. Các fan cho rằng cô nàng để mặt mộc có khi còn xinh đẹp hơn. Lưu Diệc Phi hiện đã bước sang tuổi 34, là một trong tứ đại hoa đán đình đám của Trung Quốc. Từ năm 15 tuổi, người đẹp đã gia nhập showbiz với vai diễn trong bộ phim Gia tộc Kim Phấn. Sau đó, Lưu Diệc Phi liên tiếp xuất hiện trong dự án phim kiếm hiệp như Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ. Sở hữu nét đẹp thuần khiết, thoát tục, không vướng bụi trần, gương mặt không góc chết, Lưu Diệc Phi được khán giả yêu mến gọi là thần tiên tỷ tỷ. Không những vậy, hoa đán 8X còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế như Biren, Song Seung-hun và mới đây nhất là bộ phim điện ảnh Mulan do Disney sản xuất. Năm 2020 là một năm không mấy thuận lợi với Lưu Diệc Phi vì bộ phim Mulan liên tục bị hoãn chiếu do dịch Covid-19, cuối cùng quyết định chiếu online trên nền tảng Disney Cộng. Gần đây, thần tiên tỷ tỷ tái xuất với dự án phim Mộng Hoa Lục, một tác phẩm cổ trang đóng cùng Trần Hiểu, Lâm Duẫn, Liễu Nham. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi với tạo hình cổ trang quen thuộc sau gần 15 năm lột xác.